thì em sẽ quay chi tiết về chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao EcoSport bản Titanium cao cấp đời 2015 các bác nhé. Xe thì cũng lên sóng được vài hôm rồi, nhưng các bác hỏi về video chi tiết thì em bận quá, đợt này khách đến đông, chốt xe tại chợ cũng như là chốt xe trên này đông quá nên chưa kịp quay. Thì hôm nay em sẽ quay chi tiết về chiếc xe EcoSport 2015 nhé. 415 triệu là các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao rồi, với phím mở một trạm thông minh hai cánh trước này. Đầu đài của em này thì có lên được màn hình điều hòa auto, vô lăng tích hợp các phím bấm, có túi khí an toàn và khẩu lệnh nghe gọi nhé. Bản Eco Titanium thì sẽ có cho em là cửa sổ trời, nếu như bản trên là bản thiếu thì không có cửa sổ trời đâu. Nhưng em này thì có cửa sổ trời này. 5 chỗ ngồi gầm cao giá chỉ trên 400 một xíu thôi thì em nghĩ là một cái tầm tiền rất là nhiều khách hàng có thể mua được. Hơn nữa là cái Eco thì gầm cao đi rất là sướng luôn. Và với động cơ trang bị 1.5 máy Eco thì em nó cũng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhé. Chỉ 5 đến 6 lít trên 100 km thôi. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa này. Keo chỉ cột kèo vẫn còn nguyên zin cho em ạ. Quá là đẹp luôn. Một dàn lốp còn khá là dày dặn, phanh ABS chống bó cứng luôn nhá. Cõng trên lưng một chiếc ba lô con như thế này, đi ngoài đường nó là EcoSport rồi. Cốp phía sau cũng có phím mở một chạm này. Mở cốp ngang như thế này các bác nhá, quay chi tiết cho các bác xem. Ốc nhái không hề bị vặn mở luôn. Khoang hành lý hay còn gọi là khoang động cơ, à khoang cốp của xe đấy ạ, rất là rộng rãi luôn. Đó này, bản Titanium, phía sau xe thì có xem 4 mắt cảm biến va chạm này. Một dàn lốp khá là dày dặn luôn, mục mọt thì không có rồi, đâm xô em cũng cam kết là không có luôn. Xin nhan tích hợp ở trên gương. Đây ạ. Hàng ghế thứ hai thì cực kỳ rộng rãi luôn, ghế da còn nguyên bản, không hề rách vỡ cũng không hề nhăn nheo các bác nhé. Này, em quay này, cột kèo này. Từ con ốc bé tí thôi em cũng quay chi tiết này, 4 quả loa to bản này, có 2 loa chép nhỏ hai bên nữa này. Hai cánh trước thì có phím mở một chạm rồi. Kệ bước chân lên xuống sẽ sáng khi mà các bác mở ra nhé này. Từng con ốc này. Đấy, cột kéo nguyên zin, các bác đi xem xe cứ mở ra xem thoải mái cho em. Điều hòa auto sấy sưởi ghế hai vùng, à sấy sưởi điều hòa hai vùng nóng lạnh nhé. Em này không có sấy sưởi ghế, có sấy sưởi kính thôi. Điều hòa auto có để lổ khởi hành start top nhá. Đây là cái cụm để đồng hồ, à cái cụm nút để khiển những cái cửa sổ trời này. Ốc nhái em cũng quay chi tiết nhá. Đây. Đó, một chiếc xe Eco 5 chỗ ngồi gầm cao phù hợp với cả nam cả nữ, với những cái bác mà có tầm tiền 400 triệu hoặc hơn một chút thôi là có thể sở hữu được rồi. Ngoại thất thì em đã quay rồi, bây giờ em sẽ quay chi tiết về nội thất. À nội thất quay rồi, quay về máy số nhá. Em sẽ quay về máy số này, quay rõ biển cho các bác nhìn này. Đây là bên trong khoang động cơ máy móc của EcoSport 2015 bản Titanium. Bản này là có 8, 7, 8 túi khí luôn, rất là nhiều túi khí này. Quay chi tiết nhá các bác nhá. Đây, từ những cái thanh ngang này, ốc mặt máy này, em này 4 máy cực khỏe luôn. 1.5 siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em này. Quay chi tiết luôn. Khá là bận nên hôm nay em mới có thời gian quay được chi tiết về Eco để các bác nào có thể tham khảo 5 chỗ ngồi gầm cao. Đối với cốp sau cũng như là lắp cabo phía trước của dòng Eco thì keo chỉ nó sẽ khác các bác nhé. Nó sẽ khác, nó thiết kế giống như Innova đấy ạ. Tức là gập cái tôn này xuống này chứ không phải chạy keo chỉ như những dòng xe khác đâu. Thảm chống nóng giảm nhiệt thì vẫn còn giữ được nguyên zin. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao phân khúc chỉ hơn 400 triệu một xíu thôi là các bác có thể sở hữu rồi. Mọi công trình, mọi địa hình các bác đều có thể đi được với 5 chỗ ngồi gầm cao. Tầm nhìn nó sẽ thoáng hơn những dòng xe 5 chỗ ngồi gầm thấp nhé. Bên em thì còn rất là nhiều xe từ những dòng xe số tự động CDX này, chỉ hơn 200 triệu, hay những dòng xe tập lái chỉ có 85, 88 triệu, 86 triệu. Hoặc những dòng xe Matiz cũng chỉ có 5-60 triệu thôi. Em bác nào quan tâm thì cứ kết nối qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.